đùi gà ngon quá các bạn ơi. Ước gì có thêm một cái đùi gà nữa để ăn. Đưa ra, đưa đùi gà đây anh giúp cho. Không đâu, đùi gà này là của em mà. Đưa đây anh giúp cho. Đây là đùi gà của em. Đưa đây. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Làm gà rán cho hai anh em ăn nha. Dạ. Đưa đây anh chia cho. Bim Bim này ngon là của anh. Bim Bim vị dưa leo ngon là của anh. Còn Bim Bim vị cà chua dở ẹt là của em. Ờ, sao anh Vinh hai gói Bim Bim mà em lại được một gói Bim Bim? Vì anh lớn là anh phải ăn hai gói. Anh Vinh đúng là cái đồ tham lam à. Anh đâu có tham lam đâu, anh chỉ ăn nhiều thôi. Các bạn ơi, bây giờ mình bóc Bim Bim vị dưa leo ăn cho các bạn xem nha. Nó thơm quá các bạn ơi. Wow. Nhìn cái mồm anh Vinh ăn ghét quá các bạn ơi. Nó dở quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bóc Bim Bim vị mực nước xem nó có ngon không nha các bạn. Wow. Các bạn ơi, Bim Bim này cũng bình thường, không có gì ngon hết các bạn. Chắc chắn Bim Bim của em Đô La sẽ ngon đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ dành Bim Bim của Đô La và anh thử nha các bạn. Đưa Bim Bim đây cho anh. Ơ, nhưng mà Bim Bim của em nè. Cho anh thử để xem nó có ngon không. Không đâu, Bim Bim này là của em. Bim Bim đây cho em. Anh chỉ anh thử xem nó có ngon không mà. Không được, anh Vinh trả đây cho em. Anh Vinh ăn hai gói rồi đã. Anh Vinh trả đây cho em. Anh đâu có ăn hết của em đâu mà sợ. Anh Vinh trả đây cho em. Wow. Trả lại cho em, Vinh trả lại cho em. Anh Vinh chỉ lẻ đưa lại cho em. Đưa lại cho em. Anh Vinh trả lại cho em. Em không thấy anh đang ăn đấy à. Anh Vinh trả lại. Trả lại cho em. Vinh tiền lẻ, Đô La. Có chuyện gì mà ồn ào thế? Gà rán đến rồi nè. Trả đây. Vinh ơi, Vinh ơi. Mẹ, nè anh trả cho em nè. Em không được nói mẹ là anh cho anh Bim Bim của em nhớ chưa. Em mà nói mẹ là anh cho em anh đòn đấy. Đi làm việc nhá. Dạ. Đưa đây anh chia cho. Em một cái, anh hai cái, vậy được chưa? Ờ, anh Vinh chia cho anh Vinh hai cái đùi gà mà em lại được một cái đùi gà. Anh lớn thì anh phải ăn hai cái đùi gà chứ. Còn em nhỏ em ăn một cái thôi, còn đòi hỏi gì nữa? Bim Bim cũng dành của em, đùi gà cũng dành của em. Anh Vinh đúng là cái đồ tham lam à. Em mà nói anh tham lam nữa là anh ăn luôn cái đùi gà của em đó. Không đồ em thì không đồ ăn đùi gà của em. Thơm quá các bạn ơi. Wow. Nó ngon, nó giòn quá các bạn. Ngon quá. Ngon quá. Nhìn anh Vinh đi lẹ, ăn đáng ghét quá các bạn ạ. À. Các bạn ơi, đùi gà này nó ngon, nó thơm, nó giòn được các bạn. Thôi các bạn ơi, bây giờ mình phải ăn đùi gà đây, chứ không là anh Vinh dành đùi gà của mình các bạn ạ. À. Thơm quá. Đùi gà ngon quá các bạn ơi. Ước gì có thêm một cái đùi gà nữa để ăn. Đưa ra, đưa đùi gà đây anh giúp cho. Không đâu, đùi gà này là của em mà. Đưa đây anh giúp cho. Đây là đùi gà của em. Đưa đây. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Lại giành đồ ăn của em nữa rồi. Cái tật tham ăn của thằng Vinh tiền lẻ này là không bảo được. Mẹ đây, có chuyện gì thế hả con? Đây, anh Vinh chia ăn hết hai cái đùi gà rồi còn đòi ăn cả một cái đùi gà của con đó mà. Sao con tham lam thế hả Vinh? Con đâu có tham lam đâu mẹ. Tại cái mồm con á, mỗi lần nhắc đến đồ ăn á là nó thèm lắm đó mẹ. Thôi anh xin lỗi em Đô La, con xin lỗi mẹ, lần sau con không tham ăn nữa đâu. Được rồi, chỉ lần này thôi nghe chưa. Từ nay trở đi con mà còn tham ăn, còn giành đồ ăn của em nữa là mẹ sẽ không bao giờ muối gì cho con ăn nữa đâu nghe chưa. Dạ.